Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên trong phần Kanji N3. Thì bài này ở phần đầu tiên của khóa học N3 ấy, chúng ta sẽ học Kanji theo quyển Kanji Read and Learn. Và quyển này mình sẽ biến điệu đi một chút, được gọi là Read and Learn Kanji. Quyển này nó sẽ gồm có 32 bài chia thành các trình độ từ N5, N4 và N3. Thì chúng ta sẽ bắt đầu học từ part 3 nhá, từ bài số 21 nếu như các bạn có cái quyển sách đó. Trong sách ấy thì người ta sẽ sử dụng cái phần hình ảnh, thế nhưng mà mình bỏ đi và mình sẽ thêm vào những cái thông tin, ví dụ như là thông tin về từ vựng hay là thông tin về những cái chữ kanji mà dễ nhầm cho các bạn, để các bạn sẽ nhớ được tốt hơn, đúng nhỉ? Đấy, cũng như là có thể là cung cấp thêm cái kiến thức về từ vựng của kanji đó cho các bạn. Nó sẽ tốt hơn là cái việc mà chúng ta sẽ nhớ qua hình ảnh, thì nhiều khi là nó cũng không thực sự nó hiệu quả lắm, đúng không? Ở trình độ thấp thì ok đấy, nhưng mà trình độ cao cao rồi thì chúng ta có thể dùng cái cách khác nhé. Đấy, đấy là cái phần 1, là chúng ta học 12 bài ở trong quyển Look and Learn tập 1 là như vậy. Và chúng ta sẽ học 15 bài ở trong quyển Read and Learn tập 2 nữa. Thì thông thường thì một tuần chúng ta sẽ có 2 bài kanji. Chúng ta sẽ kết thúc phần môn kanji trong khoảng bao nhiêu nhỉ? Một tuần 2 bài này, một tháng sẽ là 8 bài. Mà tổng là 12 cộng với lại 15 là 27. 27, vậy thì chúng ta sẽ khoảng bao nhiêu? Hơn 3 tháng là chúng ta kết thúc phần học kanji. Thì các bạn sẽ... bài tập thì các bạn sẽ có, mình sẽ gửi file cho các bạn để các bạn tự làm bài tập nhá. Đấy, sau này thì sau khi học xong thì chúng ta sẽ cũng không có thời gian để chữa bài tập đâu, bởi vì bài tập kanji rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc mở sách ra chúng ta làm lại thôi. Thì cái phần bài tập kanji thì mình sẽ không chữa, mà sau đấy thì chúng ta sẽ ôn tập một chút, đúng nhỉ, qua các buổi live stream chẳng hạn, hoặc là chúng ta sẽ làm đề thi. Đấy, đấy là cách ôn tập tốt nhất. Rồi bây giờ chúng ta vào luôn bài đầu tiên, là bài Shokusekatsu. Bài số 1 có chủ đề là ăn uống. Chúng ta quan sát 16 chữ Hán xuất hiện trong bài. Đầu tiên là chữ hoàn, có nghĩa là tròn. Hai là nhiệt, có nghĩa là nóng này. Ba là lạnh. Bốn là cam, là ngọt. Năm là ô, là bẩn. Sáu là quả trong từ kết quả. Bảy là chữ noãn, là trứng. Tám là mãnh, là đĩa. Chín là tửu, là rượu. Mười là diêm, là muối. 11 là phó, là gắn vào. 12 là phiến, là một bên. 13 là thiêu. 14 là thiêu này trong từ kiểu như là cái gì đó bị thiêu ấy, đúng không? Rồi thì nướng rán. 14 là tiêu trong từ tiêu hóa hay là biến mất này, tắt đi này. 15 là cố, nghĩa là cứng, ngoan cố. 16 là cá nhân, cá tính. Bây giờ chúng ta đi vào từng chữ một nhá. Chữ đầu tiên chúng ta có, đây là chữ hoàn. Chữ hoàn này ghép bởi giống gì nhỉ? Đây là chữ cửu, là 9, đúng không? Số 9, số 9 cộng với lại cái nét phẩy này nữa. Đấy. Thì được gọi thì thành chữ hoàn nhá. Chữ hoàn này có âm kunyomi là maru, ví dụ trong từ marui là tính từ đuôi y, có nghĩa là tròn. Danh từ là maru là hình tròn. Các bạn cứ thấy là maru hay patsu, đúng nhỉ? Thì maru là cái chữ này. Thế nhưng mà ít khi người ta viết dưới dạng chữ này, mà người ta hay viết dưới dạng hiragana. Hiromeru là gì đấy? Hiromeru là động từ, có nghĩa là cuộn tròn. Âm onyomi là gon, trong từ dangon là đạn hoàn, nghĩa là viên đạn. Một số kanji tương tự của chữ hoàn này, ví dụ đây là chữ cửu, đúng không? Số 9 nó không có cái nét này. Chữ lực này cũng na ná gần gần giống. Chữ đao, đao, con dao, katana ấy, đúng nhỉ? Đây là chữ nhận, nghĩa là lưỡi dao nhá. Nó là cái bộ đao mà thêm một cái phẩy vào, thì đây là một số chữ nó hơi gần gần giống cái chữ này. Chữ hòa này thực ra không phải là chữ quá quan trọng. Nó trình bày để cho chúng ta học cái chữ đằng sau thôi. Tiếp theo, mọi người nhìn chữ nhiệt. Chữ nhiệt này nếu mà phân tích thì nó ghép khá là phức tạp. Đây là gì đây? Đây là bộ thổ này, là đất này. Đây là bộ nhân đi này, dưới đây là đất tiếp này, rồi đây là hoàn này, và đây là hỏa này. Bốn cái chấm này là bốn chấm hỏa, chỉ lửa nhé các bạn nhé. Những cái chữ nào mà có cái bốn cái chấm này thường thường thông thường sẽ liên quan đến lửa. Đấy. Thì thông thường ấy thì mình sẽ có cái phần gọi là cách nhớ để chỉ cho mọi người. Thế nhưng mà cái này bởi vì nó tạo ra cồng kềnh quá, nếu mà chúng ta nhớ theo cái cách gọi là cứ ghép những này thành câu chuyện ấy, các bạn thấy gồm 4 đến 5 thành tố thì nhớ vậy còn lâu hơn cả là cái việc chúng ta viết nhiều, chúng ta nhìn nhiều, chúng ta dần dần chúng ta nhớ ra, đúng không? Đấy. Nên những chữ nào mà có thể nhớ được bằng cách tạo câu chuyện dễ nhớ thì mình sẽ chỉ cho mọi người, còn không thì mọi người sẽ cố gắng là viết nhiều để tự nhớ nhá. Thì chữ nhiệt này có âm khương là atsu trong từ atsui. Atsui này có nghĩa là nóng. Đấy, chúng ta có một từ atsui nữa là nóng, đấy là chữ thử, đúng không nhỉ? Đấy, nhưng mà cái nóng đấy nó diễn tả cái nóng của thời tiết, còn cái nóng này là diễn tả nóng của cảm giác nhá. Ví dụ như là súp nóng hay các thứ thì dùng cái này, đúng không nhỉ? Atsui sư tự chẳng hạn. Ngoài ra còn một từ nữa là chữ hậu, là atsui, là nhưng mà đấy là nghĩa là dày, nó khác đi một chút. Âm onyomi của chữ này là netsu,
hoặc là chữ nê và trường âm à và âm ngắt. Ví dụ trong từ nệt là sốt, ví dụ các bạn có nệt sư là bị sốt đấy, nệt sina là chữ nhiệt, chữ tâm có nghĩa là nhiệt tình, nệt chư sư là nhiệt chung có nghĩa là hăng hái, nệt tay là chữ nhiệt ghép chữ đới có nghĩa là nhiệt đới, vùng nhiệt đới này. Nệt sư là làm nóng, nó giống như là ca nết sự, chữ ra và chữ nhiệt cũng nghĩa là làm nóng. Nệt tô chúng các bạn có đây là chữ chữ này là chữ thang, đọc là ô yu là nước nóng đúng không, thì nệt tô ghép lại có nghĩa là nước sôi hoặc nước nóng. Về phần kanji tương tự chúng ta có một chữ nó chữ là chữ thục, nó gần giống chữ nhiệt. Các bạn thấy này, đều chung phần ở dưới là bộ gì đây nhỉ? Bộ dưới là chữ 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 hỏa đúng không? Bộ hỏa này, bốn chấm hỏa. Cái chữ hoàn này cũng giống nhưng mà nó khác mỗi cái phần này đúng không nhỉ? Đây là nếu như chữ nhiệt thì đây là thổ này. Nhân đi và thổ thì cái đây không phải đúng không? Đây là bộ đầu, khẩu và tử đấy, nó giống giống một tí. Thì chữ thục này có nghĩa là chín nhé, đấy quả chín hay là thành thục đấy. Thì cái từ thục này các bạn học ở trình độ cao hơn nhưng mà đây liệt kê để cho các bạn thấy cái sự tương đồng. Chữ tiếp theo của chúng ta là chữ lãnh. Chữ lãnh nó ghép bởi bên tay trái là bộ băng, bộ băng đây gồm có hai cái chấm này. Các bạn không nhầm bộ băng với bộ thủy là có ba cái chấm nhưng bộ băng chỉ có hai chấm thôi. Bộ băng này và bên tay phải của chúng ta là chữ lệnh trong từ mệnh lệnh. Vậy thì chúng ta sẽ nhớ câu chuyện đấy là ra lệnh cho băng đúng nhỉ? Đây mình có thể ra lệnh cho cái băng này nó phải lạnh nhanh, thì chữ lạnh này có nghĩa là lạnh. Âm khư nhô mi của chữ lạnh là gì nhỉ? Tsume, hi hoặc là sa. Ví dụ tsume tay là tính từ đuôi gì nhỉ? Tính từ đuôi y có nghĩa là lạnh, dùng cho cảm giác khác với lại samui là lạnh thời tiết. Đấy. Hieru là động từ nghĩa là lạnh. Hiyasu là làm lạnh. Sameru là nguội đi, Samasu để nguội. Bốn cái từ này rất là nhiều bạn khó phân biệt đúng nhỉ? Đấy là từ vựng của phần Goin, phần từ vựng N3 nhé. Tí nữa chúng ta sẽ có cái phần phân biệt một chút. Âm Onyomi của chữ này đọc là D. Ví dụ trong từ Dezoko là lãnh tàng khố nghĩa là tủ lạnh. Debo là lãnh phòng nghĩa là máy lạnh điều hòa. Retosuru là lãnh đông, là làm đông lạnh. Resena là lãnh tĩnh, là bình tĩnh, điềm tĩnh, nó giống như cái từ Ochitsuku ấy. Đây là phần thông tin bổ sung này, cách dùng của các từ hieru, hiyasu, sameru và samasu. Thì đầu tiên từ hieru là tự động từ, các bạn lưu ý nhé, nó là tự động từ và dùng tương tự như là từ tsumetai, ví dụ để nói nước nước lạnh ấy. Ngoài chúng ta được dùng là mizuga tsumetai, mình có thể dùng là mizuga hieru đấy, nó thực ra nó gần giống như tsumetai nhưng là nó là động từ thôi. Thì hiyasu là tha động từ đúng nhỉ, hieru là tự thì hiyasu là tha động từ, nó chỉ cái việc mình làm giảm đột ngột nhiệt độ đến mức mà làm cho cái đấy nó xuống rất là lạnh, thông thường nó liên quan đến cái dưới độ âm ấy đúng nhỉ, trừ chỉ trừ trường hợp mà cái vết bỏng nó đang nóng và chúng ta làm lạnh bằng nước thì nó xuống nhiệt độ thường thì cũng có dùng cái từ này, nhưng mà thông thường là liên quan đến hiyasu là kiểu như là làm lạnh một cách xuống nhiệt độ rất là thấp nhá. Ví dụ như là biru hiyasu là mình làm lạnh bia. Sameru là tự động từ, nó chỉ việc một đồ nóng giảm nhiệt độ từ từ hoặc đồ lạnh không còn lạnh nữa, dịch là nguội đi. Đấy, ví dụ như đồ gì đấy, đồ nóng ấy, ví dụ như một tách trà nó đang nóng tận 70 80 độ đúng nhỉ? Sờ vào có thể bỏng tay, thế nhưng mà để một lúc ấy đúng nhỉ thì nó sẽ không còn như vậy nữa, nó chỉ còn khoảng 30 độ, thì lúc đấy là chúng ta dùng cái từ này sameru nghĩa là nguội đi, tự động từ nhá. Hoặc là cái bia nó đang lạnh mà nó cũng hết lạnh thì chúng ta không gì là nguội đi mà là gì nhỉ, dịch gọi là bia hết lạnh cũng dùng từ này. Ví dụ như là ồ trang á samete shimata nghĩa là trà nguội, còn samasu là tha động từ của cái từ này nghĩa là để nguội, làm nguội, mình làm giảm nhiệt độ nhưng mà không đột ngột đúng nhỉ, không phải là biến từ gì đấy từ từ bia nó đang bao nhiêu độ ấy, xuống lạnh cóng cả tay, mà đây chỉ là chúng ta làm sao nhỉ, chúng ta để cho cái gì đó nó giảm bớt nhiệt độ thấp thấp về nhiệt độ thường. Ví dụ như là oyu samashite là để nước nguội đúng nhỉ, nước đang rất là nóng và chúng ta để cho nó về nhiệt độ thường. Còn cái gì nhỉ, còn cái hiyasu này là từ nhiệt độ thường mà chúng ta làm xuống nhiệt độ rất thấp. Tiếp theo chữ cam. Chữ cam thì chúng ta thấy nó rất là giống hình bình cái mật ong đúng nhỉ. Đây các bạn thấy nhá, đây là giống cái bình này đấy, đây là cái có thể là cái nắp này và đây là cái phần nước mật ong đấy, chúng ta có thể nhớ như vậy. Cách đọc của chữ này đọc là ama, trong từ amai nghĩa là ngọt, tính từ đuôi y. Ama amayakasu là chiều chuộng, amairu là chăm sóc. Ngoài cách đọc là amai còn đọc là amayakasu hay là amairu, các bạn lưu ý. Âm on yomi là kan, trong từ kamidio nghĩa là cam vị liệu, nghĩa là chất làm ngọt. Thì về phần thông tin bổ sung ấy,
Thì ngoài nghĩa là ngọt thì từ amai này nó còn có nghĩa là đơn giản, dễ dàng, thành ra là có vấn đề nữa. Ví dụ như là kare no kage wa totemo amai thì không phải là suy nghĩ của anh ta rất ngọt mà là gì nhỉ? Suy nghĩ của anh ta quá là đơn giản nhá. Đấy. Tiếp theo chữ O. Chữ O chúng ta có phần bên trái là bộ thủy, ba chấm thủy này, phần bên phải này, ai, nó hơi bị lằng nhằng một chút đúng không nhỉ? Thì chúng ta thấy nó giống cái miệng đúng không nhỉ? Đây, đây là giống cái miệng của người, đây là mũi này, đấy. Thì chúng ta có thể chế đấy là thứ nước. Đây là nước nhá. Thứ nước mà tôi cho vào miệng bị ô nhiễm thì toàn bộ chữ này là chữ ô. Chứ cái phần này nó không phải là bộ thủ, không phải là bộ thủ thường dụng. Do vậy sẽ hơi khó để chúng ta tạo ra câu chuyện cho cái phần này đúng không nhỉ? Chúng ta có chữ này có âm kunyomi là kitana hoặc là yogo. Ví dụ kitanai là bẩn, yogo deru là bẩn, nhiễm bẩn, tự động từ. Yogo sự là tha động từ nghĩa là làm bẩn. Yogo de là danh từ nghĩa là vết bẩn. Âm onyomi là ô. Ví dụ trong từ osen là ô nhiễm. Oshoku là ô chức có nghĩa là tham nhũng. Chức này là chức quyền, ô này là bẩn đúng không nhỉ? Đấy. Tham nhũng này và đặc biệt nó có cách đọc là kegareru. Đây. Nghĩa là bị bẩn, bị bôi nhọ thì cái từ này ít dùng đúng nhỉ? Đa số là dùng mấy cái từ trên này thôi. Những cái chữ nào mà được bôi đậm như này là những chữ hay dùng, những cái từ hay dùng nhá. Thì ở đây chúng ta có cái phần thông tin bổ sung đấy là mặc dù ý nghĩa tương đồng ấy nhưng mà cái từ kitanai và cái từ yogoreru ngoài cái sự khác nhau, một cái là tính từ đuôi y, một cái là động từ, nó còn có khác nhau của sắc thái biểu đạt nữa. Từ yogoreru ấy nó nhấn mạnh cái việc mà bị bẩn do tác nhân khác chứ trước đó vốn dĩ là sạch. Đấy. Còn kitanai ấy thì không mang sắc thái trên mà chỉ ý nghĩa bẩn vốn dĩ đúng nhỉ? Ví dụ như là mizu ga yogorete, xin lỗi, mizu ga yogorete là nước bẩn, có nghĩa là gì nhỉ? Trước đây là nước sạch nhưng mà bây giờ nó bị cái chất khác làm bẩn. Khi mà nói là mizu ga kitanai thì chỉ rằng trạng thái của nước nó bẩn vẫn như vậy, không có cái sắc thái là trước đây sạch và bây giờ bị bẩn nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ quả. Chữ quả ghép bởi phần bên trên là chữ nhật là mặt trời. Đây nhiều bạn bảo đây là chữ điền nhưng thực ra không phải là điền đâu, nhìn thì giống thôi nhưng nó là chữ nhật đấy. Chữ nhật là mặt trời đúng nhỉ? Và phần dưới là chữ mộc là cái cây. Tại sao lại vậy? Đó là mặt trời sẽ làm cây chữ quả đúng nhỉ? Mặt trời nó làm chín quả của cây. Đấy. Thì đấy là cách nhớ để chúng ta có thể nhớ được chữ này dễ hơn nhá. Trên là mặt trời này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, đấy. Đây là cái mặt trời và đây là cái cây. Nó kéo dài tận lên đây. Đấy. Quả muốn chín được thì phải có mặt trời nó chiếu ánh nắng cơ. Âm kunyomi của chữ này đó là ha, trong từ hatasu có nghĩa là hoàn thành, đóng. Đấy. Nó là động từ, nó mang tính chất giống như là cái từ các bạn sẽ sau này bắt được đọc từ yakuwari nghĩa là nhiệm vụ ấy, vai trò thì có cái cụm cố định đấy là yakuwari wo hatasu có nghĩa là đóng vai trò nhá. Đấy, hay là hoàn thành nhiệm vụ này. Hatashite là một cái phó từ, nó mang nghĩa là thực sự, nó đi với daro ka. Âm onyomi của chữ này là ka, trong từ kịch ka nghĩa là kết quả. Cô cờ là hiệu quả, kajitsu là quả thực, c cờ là thành quả và đặc biệt trong từ kudamono. Kudamono là chữ quả, chữ vật nghĩa là hoa quả. Đấy. Nó đọc là kuda, bình thường mình không thấy nó đọc là kuda đúng không? Mà trong trường này nó đọc như vậy. Về kanji tương tự nó chúng ta có thể thấy một số chữ sau. Chữ đầu tiên là giống chữ quả này nhưng thêm bộ thảo ở trên thì được chữ quả nghĩa là bánh kẹo, đúng nhỉ? Okashi của chúng ta đấy. Tiếp theo đây là cho thêm ba cái phẩy ở trên đúng nhỉ? Thì tạo ra chữ xào. Đọc là sư có nghĩa là gì nhỉ? Tổ chim hoặc là xào huyệt nhá. Và chữ đơn trong từ đơn độc, giản đơn. Kantan đấy, các bạn có từ kantana là giản đơn đấy, chính là cái chữ đơn này này. Tiếp theo các bạn có chữ noãn. Chữ noãn rất là giống quả trứng bị vỡ đúng nhỉ? Thì cách nhớ đấy là giống hình hai quả trứng, đây quả đầu tiên đây, quả thứ hai đây, bị vỡ này, chảy ra này, chảy ra này và trong đây là lòng đỏ. Đấy. Có thể đây là cái kiểu tượng hình người ta vẽ đấy đúng nhỉ? Chiều giống trứng ốp la ấy, đúng không? Đây là lòng đỏ này, bắt đầu nó chảy ra. Âm kunyomi của chữ này đọc là tamago. Cái này thì quá quen rồi, học từ sơ cấp rồi đúng không? Ví dụ tamago nghĩa là quả trứng. Tamagoyaki nghĩa là trứng rán, trứng nướng. Âm onyomi của chữ noãn là dan, trong từ dan o là noãn hoàng nghĩa là lòng đỏ. Dan pak là noãn bạch là lòng trắng. Kê dan là kê noãn nghĩa là trứng gà. Tiếp theo các bạn có chữ mãnh. Chữ mãnh này, đây cũng là chữ tượng hình nhá, nó là hình cái đĩa luôn đấy, đúng nhỉ? Các bạn bảo chứ chả thấy giống hình cái đĩa, chả nhẽ nó vẽ hình cái đĩa ra cho các bạn luôn, nó phải biến điệu đi một chút chứ. Chữ này có âm kunyomi là sara. Sara hoặc là zara, ví dụ trong từ osara nghĩa là cái đĩa. Hai zara là cái gạt tàn, đúng nhỉ? Đây là cái các bạn có cái chữ hai, đây là cái cho bụi ấy, đấy thì cái đĩa để đựng cái cho bụi.
Khi hút thuốc lá thì là cái hajara là cái gatan, kamizara là đĩa giấy, ozara là đĩa to, kozara là đĩa nhỏ, sara arai là rửa đĩa, đúng nhỉ? Thì chữ này không có âm ôn thường dụng mà chỉ có âm cơn nhá. Về phần thông tin bổ sung này thì chúng ta có khi ghép chữ kanji chỉ đồ vật và các chữ khác như là đại rồi tiểu để chỉ độ lớn hay là kami để chỉ chất liệu ấy, thì thông thường sẽ đọc dưới dạng là âm cơn, và chữ phía sau thường bị biến âm. Ví dụ các bạn có chữ cái hộp là hako đúng không, thì khi đọc là hộp to ấy, nó không đọc là ô hako, nó không đọc là đai gì gì đó, nó không phải đọc là chữ đại, đọc là đai dạng âm ôn, mà đọc là âm cơn là ô. Và cái chữ hộp cũng không đọc là hako mà đọc là thành ba cổ nhá. Ô ba cổ là hộp to này, tương tự cô ba cổ là hộp nhỏ, kami ba cổ là hộp giấy, ô bukuro là túi to. Chúng ta có từ túi là bình thường đọc là fukuro đúng không, thì đây biến thành bukuro, kami bukuro là túi giấy. Đấy là một số cái thông tin chúng ta cần lưu ý. Tiếp theo các bạn có chữ tửu. Chữ tửu ghép bởi phần bên trái là bộ thủy là nước và phần bên phải là bộ dậu. Thực ra bộ dậu này chính là con gà của chúng ta đấy, đấy ất dậu đấy. Thế nhưng mà không hiểu sao nó rất là giống cái bình rượu và thường liên quan đến rượu đúng không nhỉ? Chúng ta có thể nhớ là cái nước này, cái nước mà để ở trong cái bình này đấy, được dùng để nấu rượu đúng không? Thì tửu nghĩa là rượu. Chữ này có khá là nhiều cách đọc âm cơn, đó là sake, saka, zaka hay là zake. Ví dụ từ thông dụng nhất đấy là từ osake nghĩa là rượu, sakaya là tửu ốc nghĩa là quán rượu, izakaya, izakaya nhá, đấy, nghĩa là gì nhỉ? Cư tửu ốc nghĩa là quán nhậu, jizake là rượu địa phương. Âm ô nhô mi của chữ này đọc là shu. Ví dụ trong từ Nihonshu là gì nhỉ? Nhật Bản tửu là rượu Nhật Bản. Trái với rượu Nhật Bản sẽ là Yoshu là dương tửu là rượu Tây. Inshu unten là ẩm tửu vận chuyển. Nghĩa là inshu chúng ta đây là chữ ẩm là uống, đây là tửu là rượu. Unten là lái xe đúng không? Vậy thì cái việc là inshu unten này nghĩa là việc mà uống rượu khi mà lái xe ấy, đúng nhỉ? Bây giờ bị phạt chết. Thì về phần kanji tương tự phần tham khảo nhé, chúng ta có ấy, kanji có chứa cái bộ bộ dậu giống cái bình này này, thường liên quan đến rượu hoặc các chất từ rượu mà ra. Ví dụ chúng ta có đây là chữ túy. Chữ túy này nó ghép bởi bộ dậu với lại chữ 9 và chữ 10. Có thể nhớ là rượu ấy thì 10 người uống thì 9 người say đúng không? Đấy, túy là say nhá. Hay là đây chữ tạc sư là giấm. Này, giấm thì liên quan đến rượu bởi vì giấm chính là cái mà lên men rượu mà biến thành đúng không? Hay đây là chữ nghĩa là một loại rượu ngon sẽ được học ở những cái trình độ cao hơn. Tiếp theo chúng ta đây là chữ diêm. Chữ diêm ghép bởi phần bên trái là bộ thổ là đất, phần bên phải đây là bộ nhân nằm, khẩu là miệng và đây là đĩa. Thì chúng ta có thể nhớ đấy là dưới đất này có một người miệng đang đặt gần đĩa muối đúng không? Đấy. Dưới đất có một người miệng kề đĩa muối. Thì ngày xưa muối rất là quý giá đúng nhỉ? Có thể nó coi là quý như vàng ấy, cho nên là người ta rất là cần cái muối đó nhá. Do vậy là có khi nó đang phải chầu trực để có muối ăn đúng nhỉ? Thì chữ diêm này có âm cơn là siêu, ví dụ từ siêu nghĩa là muối, siêu karai là diêm tân nghĩa là mặn. Không hiểu sao là chữ diêm là muối với lại ghép với lại chữ cay lại thành ra là mặn. Siêu mi dự là diêm thủy là nước muối, en là âm cơn âm onyomi của nó. Ví dụ siêu cư en là thực diêm nghĩa là muối ăn, em bun là diêm lượng là lượng muối. Về phần thông tin bổ sung chúng ta có ngoài cái từ siêu karai này chỉ vị mặn, người ta còn dùng cái từ shopai. Shopai cũng là chỉ vị mặn. Nếu mà chỉ vị thì có một số từ như là amai vị ngọt đúng nhỉ? Vị mặn có shio karai hay là shopai này. Vị đắng là nigai đúng không? Vị chua là spai, chua chua ngọt ngọt là amazupai. Đấy là một số cái từ vựng các bạn lưu ý. Tiếp theo, chữ phó hay là chữ phụ. Chúng ta có nó ghép bởi phần bên trái là bộ nhân đứng, phần bên phải là chữ chữ thốn đúng không nhỉ? Bộ thốn. Thì chúng ta nhớ chữ này đấy là giao phó cho người đó sẽ rất là thốn. Thực ra thốn này nó không mang cái sắc thái của tiếng Việt mình dùng đâu, mà nó là thốn này là đơn vị đo chiều dài ngày xưa ấy, nhưng mà thôi để dễ nhớ thì chúng ta có thể chế như vậy nhá. Đấy, giao phó thì phó này trong từ giao phó cho người đó ấy, thì sẽ rất là thốn đấy. Chữ phó này có âm cơn là sư hoặc là dư. Ví dụ trong từ tsukiau có nghĩa là kết hợp liên kết, từ vựng của N3. Katazukeru là dọn dẹp, tsukeru là gắn vào đính vào, tha động từ, tsuku là tự động từ, uketsuke là thụ phó nghĩa là tiếp tân, quầy tiếp tân, minitsukeru là gì nhỉ, trang bị tiếp thu nhá. Ví dụ như là chishikyo minitsukeru là trang bị tri thức, trang bị kiến thức. Rồi thì hizuke là ngày tháng. Âm onyomi của chữ phó này đọc là phư. Ví dụ trong từ
Ký phụ là ký phó là tặng cho này, phư đô cự là phó lục nghĩa là phụ lục. Thông thường là những cái chữ mà có cái bộ này này các bạn này thì thường đọc là phư các bạn nhé. Đấy, bởi vì thường là cái này sẽ là phần chỉ âm trong cái canh các kanji khác. Về phần thông tin bổ sung ấy thì ngoài các từ vựng ở cột bên phải này ra, chúng ta còn có cái chữ phó nó tạo ra cái từ là ki dư cự hay là ki ga dư cự. Nó được sử dụng như một ngữ pháp mang nghĩa là nhận ra, ví dụ như là jibun no machigai ni kizuita hay là jibun no machigai ni kizuita là nhận ra lỗi sai của bản thân, thì nó dùng cái trợ từ ni, các bạn lưu ý nhé. Đấy, khi nhận ra cái gì đó các bạn dùng là kizuita hoặc là kigatsuita, kigatsuku, kizuku. Tiếp theo chúng ta có chữ phiến. Chữ phiến này ghép bởi phần, chữ phiến này là bộ phiến luôn đúng nhỉ, nó không phải là ghép bởi bộ thủ gì cả. Đấy, thì cái chữ này chúng ta nó nhìn nó cũng rất là khó để tạo câu chuyện. Thứ nữa là chúng ta nhìn thấy nó giống cái ghế đúng không nhỉ, có thể hình dung ra để nhớ. Chữ này có âm kun là kata, ví dụ trong từ katasukeru nghĩa là dọn dẹp, katamichi là phiến đạo nghĩa là một chiều, katate là phiến thủ là một tay, katayoru là nghiêng lệch không cân bằng. Âm onyomi âm ghép đọc là hen, trong từ hahen phá phiến nghĩa là mảnh vụn, ví dụ các bạn làm vỡ cái kính cửa sổ ấy hay làm vỡ chai thủy tinh ấy thì cái những cái nhỏ nhỏ cái vỡ bắn ra đấy gọi là hahen, mảnh vụn mảnh vỡ nhá. Thì ở đây có phần bổ sung đấy là cái từ katamichi là ghép bởi chữ phiến và chữ đạo ấy thì hay bị hiểu nhầm là đường một chiều, bởi vì nó có cái chữ đạo này đúng nhỉ, người ta thường nghĩ đấy là đường. Thế nhưng thực ra cái từ này mang nghĩa là một chiều, có nghĩa là chiều đi hay là chiều về chứ không phải là đường một chiều, lưu ý nhá. Đấy. Ví dụ như là từ gì nhỉ, katamichi no kokuken là vé máy bay một chiều. Kokuken là chữ hàng không và chữ khoán, khoán này là vé này, hàng không nghĩa là máy bay đúng nhỉ, nó không phải là hikoki gì đấy đâu mà là kokuken là vé máy bay nhá. Tiếp theo các bạn có chữ thiêu. Chữ thiêu ghép bởi phần bên trái, đây phần bên trái đây là chữ hỏa là ngọn lửa, phần bên phải là gì nhỉ, phần bên phải là chữ nghiêu trong từ vua Nghiêu Vua Thuấn ngày xưa ở Trung Quốc ấy. Đấy, những cái ông tổ của nông nghiệp ấy, chữ nghiêu đấy nếu mà phân tách ra thì nó còn ghép bởi những phần rất là phức tạp, gồm có gì đấy, gồm có đây là thập này, 10 này, đây là dưới là gì nhỉ, dưới là thảo này, cỏ này, đây là nhất và đây là nhân đi. Đấy, tạo được câu chuyện rất là khó, các bạn có thể tự thêm cho mình nhá. Đây mình chế là vua Nghiêu bị lửa thiêu đúng nhỉ, bên này là Nghiêu này, vua Nghiêu này, bên này là lửa này, bên này là thiêu, toàn bộ chữ là thiêu. Chữ này có âm kunyomi là ya trong từ gia cự, gia cự âm đây là tự động từ có nghĩa là, xin lỗi, đây là tha động từ có nghĩa là nướng, mình nướng cái gì đó hoặc là mình áp chảo, mình rán với một lượng rất là ít dầu thì dùng cái từ gia cự này. Yakeru nghĩa là tha động từ, xin lỗi, là tự động từ nghĩa là được nướng, được rán chín, được đun chín. Yuyake chữ tịch và chữ thiêu nghĩa là ánh hoàng hôn. Hiyake là chữ nhật và chữ thiêu nghĩa là rám nắng, cháy nắng. Yakiniku là chữ thiêu và chữ nhục nghĩa là thịt nướng đúng nhỉ. Ví dụ chúng ta ở Việt Nam chúng ta có cái quán gọi là yakimono ấy, đúng nhỉ, đồ nướng. Âm onyomi là sho trong từ nensho là nhiên thiêu nghĩa là đốt cháy. Về phần kanji tương tự thì chúng ta có một số chữ gần giống nó, ví dụ đây là chữ nhiên đúng nhỉ, chữ nhiên này nó ghép bởi bộ hỏa và chữ nhiên bên tay phải, nhiên này là moeru nghĩa là cháy này, hay là moyasu là đốt cháy, nên điều là nhiên liệu đấy. Và đây là chữ hiểu là bình minh, akatsuki, các bạn sẽ được học ở phần kanji N1 sau nhá. Tiếp theo các bạn có chữ tiêu. Chữ tiêu ghép bởi phần bên trái là bộ, đây có ba cái nét này này, là bộ gì nhỉ, là bộ thủy là nước, phần bên phải là chữ tiêu nhưng mà có thể chế ra nhỏ hơn, đấy là tiểu là nhỏ và dưới là nguyệt là trăng, thì cách nhớ của chúng ta đấy là nước làm trăng nhỏ dần rồi biến mất tiêu đúng nhỉ. Chúng ta kiểu khi mà chúng ta ném cái vật gì đó xuống xuống nước ấy thì cái những cái gợn sóng nó sẽ làm cho cái hình ảnh của mặt trăng nó biến mất dần, tất nhiên nó cũng sẽ trở lại, nhưng mà để nhớ được chữ này chúng ta có thể chế đây là nước nhá, nó sẽ làm cho mặt trăng trên đây là chữ tiểu ngược, viết ngược một chút đúng nhỉ, nhỏ dần rồi biến mất. Thì chữ tiêu này có âm cun đọc là ki hoặc là ke trong từ kê sự là tha động từ nghĩa là tẩy xóa tắt, dùng điện, ví dụ đen kiếu kê sự là tắt điện đúng nhỉ, còn gì đấy jio kê sự là xóa chữ tẩy chữ đi đúng không. Tự động từ là kieru nghĩa là biến mất, tan đi hoặc là mất, ví dụ denki ga kieru là điện điện tắt đúng nhỉ. Thori kê sự là
thủ, chữ thủ và chữ tiêu, nhưng không mang nghĩa là giết người đâu, mà mang nghĩa là hủy, xóa bỏ. Nó gần giống từ canceru. Âm ô nhô miu chữ này đọc là show, trong từ show canceru là tiêu hóa, show kyosuru là tiêu khứ, là tẩy xóa này, show bo sho là tiêu phòng thự, nghĩa là cục phòng cháy chữa cháy. Về phần thông tin bổ sung thì cái phần bên phải cấu thành nên chữ tiêu này là chữ này. Đây các bạn thấy này, chữ này này. Đấy, cái chữ này này thì nó là chữ tiêu hoặc là tiếu, thường dùng để chỉ các bức chân dung, ví dụ như là trong từ shoujo. Shoujo là chữ tiếu tượng, nghĩa là tranh chân dung. Các bạn thấy nhá, cái chữ này đọc là show, do vậy chữ tiêu toàn bộ cũng đọc là show. Đấy là một cái mà chúng ta lưu ý, sau này chúng ta có thể áp dụng để nhớ được cách dùng từ. Ngoài ra ấy, cái bộ tiếu này nó còn tạo ra một số cái chữ kanji khác, ví dụ như là đây là chữ tước. Chữ tước đây, nó ghép bởi bộ tiếu, đúng nhỉ, với lại bộ đao. Tước này là cắt giảm, tước giảm. Hoặc là chữ tiêu trong từ nửa đêm, nguyên tiêu. Tiếp theo chúng ta có chữ cố. Chữ cố ghép bởi phần ngoài là bộ vi, đúng nhỉ, đây bộ vi đây. Bộ vi có nghĩa là bao vây. Và phần bên trong là chữ cổ, lúc nào cũng bao vây, lúc nào cũng bảo vệ những cái thứ cổ lỗ thì thật là ngoan cố, đúng không? Đấy là cách nhớ. Âm cư nhô mi của nó đọc là kata, trong từ katai nghĩa là cứng, chắc, bảo thủ. Katamaru là tự động từ, có nghĩa là cứng lại, đông kết lại, rắn lại. Katameru, đúng nhỉ, là làm cứng lại, làm đông kết. Đây là sửa lại một chút nhé, là katameru. Katameru, đúng nhỉ, là tha động từ của katamaru. Âm onyomi đọc là cô. Và một số từ này trong tiếng Việt mình cũng có dùng, ví dụ ganko. Gankona là ngoan cố, Gankona Hito là người ngoan cố đấy. Kote là cố định. Kotai là cố thể, là thể rắn. Cố thể đây là viết thành sai thành cá thể rồi, không phải là, đây phải là chữ cố ở trên nhá, bởi vì là cá thể nó cũng là đọc đồng âm là kotai, nên là khi mà gõ không để ý, cho nên mình đã viết mình chọn cái cách là cái chữ cá này. Các bạn sửa lại là chữ cố này, phải là cái chữ này nhá, bỏ cái bộ nhân đứng đi. Cố thể là thể rắn này. Koyuno là cố hữu, là vốn có. Thì phần thông tin bổ sung ấy, chúng ta có thể biến tính từ đuôi y thành động từ bằng cách bỏ y thì thêm maru thì sẽ biến thành tự động từ, bỏ y thêm meru sẽ biến thành tha động từ. Ví dụ chúng ta có từ yếu là yoai thì yoamaru là yếu đi, tự động từ. Yoameru là làm suy yếu. Fukai là sâu sắc, sâu thì fukamaru là trở nên sâu sắc, tự động từ. Fukumeru là làm sâu sắc. Ngoài ra còn có takamaru, takameru, hiromaru, hiromeru, tsuyomaru, tsuyomeru, với nghĩa được suy luận tương tự như trên. Đấy, đấy là cách mà biến tính từ đuôi y thành động từ, nhưng không phải tất cả đều có thể biến được như vậy, chỉ có một số cái từ kiểu kiểu như này thôi nhá. Chữ cuối cùng trong bài này của chúng ta đấy là chữ cá. Chữ cá ghép bởi phần bên trái là bộ nhân, nhân đứng, và phần bên phải là chữ cố. Thì để nhớ chữ này chúng ta chế câu chuyện đấy là người, đúng nhỉ, người này rất là ngoan cố, đây là cố nhá, đây là người, người này rất ngoan cố nhưng lại luôn cho mình là người cá tính, đúng nhỉ, người ngoan cố thường cho mình cá tính, đúng không? Chữ này không có âm cương thường dụng. Âm onyomi là cô, ví dụ trong từ ikko chữ nhất, và chữ cá nghĩa là một cái, một viên, dùng để đếm vật nhỏ dạng khối. Đấy, chúng ta có đếm chung nhất là tsu, đúng nhỉ. Ngoài ra thì những cái đồ nhỏ nhỏ mà dạng viên dạng khối thì chúng ta hay dùng cái từ cô này. Kojin là chữ cá và chữ nhân, nghĩa là cá nhân. Kojin shugi là chủ nghĩa cá nhân. Kose là cá tính này. Kô tên là cá triển, là triển lãm cá nhân. Kosu là cá số, nghĩa là số lượng. Kosits cá thất là phòng riêng. Ngoài ra còn có từ cá thể kotai lúc nãy mà chúng ta cũng dùng nữa ở phần trên, đúng nhỉ. Về phần kanji tương tự, chúng ta có một số chữ kanji nó chứa cái bộ cố này, ví dụ đây là chữ cá dùng để đếm nơi, đúng nhỉ. Đấy, ví dụ như là ikka, chữ nhất, chữ cá và chữ sở nó nghĩa là một chỗ, hai chỗ đấy. Và chữ cố này nghĩa là giam cầm nhá, kinko cầm, chữ cấm và chữ cố nghĩa là giam cầm, giam giữ. Đấy là những cái chữ mà chúng ta học trong buổi ngày hôm nay. Các bạn về nhà cố gắng làm bài tập ở trong bài, trong sách Look and Learn Kanji Workbook, thì các bạn sẽ có thể nhớ được chữ Hán tốt hơn, và thường xuyên xem lại bài. Cái quan trọng để chúng ta học được những cái bài kanji này đó là chúng ta phải thường xuyên luyện tập. Rồi, chúc các bạn học tốt. Hẹn gặp lại cho các bạn trong video sau.